check Zalo rồi, vậy mình lên fanpage của Namano mình like cái luôn nè, mình xem coi hình mình có được đăng trên fanpage chính thức không nha. Rồi ok, và mọi người cùng xíu cầu, nó buồn quá rồi, rất là phải tham gia vô rồi, em mời anh ạ. Số 3 là làm sạch kim phun 50ml rồi, một phần quà. Dạ được, dạ được. Dạ được, em mời anh ạ. Đưa nó cao cao lên nha. 1, 2, 3, quá trời cao luôn. Số mấy nè, số 3 luôn, một kim phun làm sạch. Cho đêm nay ít nhưng phải lớn lao. Sẵn sàng chưa nào, anh em ơi, cùng hát lớn lên nha. Mỗi ngày trăng rơi trắng nhật thì anh lưu sau, những mối quen này không đi lần. Hãy hôn đèn dẫn dõi chờ đi trên đường.
Chúng tôi nhận thấy phần đầu tiên Trần Minh Tiền số đeo 01 của công ty vận tải Phước Trạch Phú Quốc đang tạm giữ đầu. Thứ tự hiện nay như sau, đầu tiên đang tạm giữ đầu đó là phần đầu tiên Trần Minh Tiền số đeo 01 của của công ty vận tải Phước Trạch Phú Quốc đang đạp xe thứ tư, và vận động viên Tô Hà Đông Hiếu sinh năm 2008 của câu lạc bộ A Xã quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay qua 4 vòng thi đấu và thứ tự của các vận động viên vẫn chưa có gì thay đổi so với vòng thi đấu đầu tiên. Vận động viên đang đạp dẫn đầu vẫn là Thành Minh Tiền. Đang ở vòng thi đấu thứ 8 và chỉ còn hơn một vòng thi đấu nữa là đợt chạy vòng chung kết của hệ bán nhiệt điện sẽ kết thúc. Và vẫn là Lê Trọng Minh và đang tại thứ 3 vẫn là Tô Hà Đồng Hiếu số 38. Tiền số 01 của công ty vận tải Phước Trạch Phú Quốc đã về nhất.
nhận thấy vận động viên Huỳnh Minh Sang số đeo 28 của câu lạc bộ ca sốp bê đa tạm vượt lên trở đầu. Hiện nay thứ tự sau hai vòng thi đấu đây là xếp thứ hai là Tổng Quốc Tài số 04, xếp thứ ba là Võ Phước Sơn mang số 46 và Phạm Minh Chiến đang tạm xếp ở vị trí thứ tư. Ở vị trí thứ ba và Võ Phước Sơn hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ tư. Quỳnh Minh Sang số 28 câu lạc bộ các super đang tạm dẫn đầu. Đào Quốc Tài số 04 câu lạc bộ Phúc Barcelona đang tạm xếp ở vị trí thứ hai. Phạm Minh Chiến số 08 câu lạc bộ Dũng Liền Quần Hơi đang tạm xếp ở vị trí thứ ba và Võ Phước Sơn số 06 đang tạm xếp ở vị trí thứ tư. Câu lạc bộ của Barcelona và xếp thứ ba là vận động viên Võ Phước Sơn của số 46.